Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bấy giờ các ông hỏi người rằng: thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán: các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối, vì chưng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: chính ta đây, và thời gian đã gần đến. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bấy giờ, người phán cùng các ông ấy rằng: dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Bài phúc âm hôm nay là một bài giảng về ngày trung thẩm. Trong cuộc sống có rất nhiều biến cố đụng chạm đến cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn các tai nạn rủi ro, đau ốm, thất nghiệp, thua lỗ. Những biến cố này làm tan tành sự nghiệp, làm tan nát đời ta. Nhưng đó cũng chưa phải là cùng tận, nó chỉ đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Nói chung, cuộc sống chúng ta thường bị khuấy động bởi các biến cố, ít hay nhiều, là tùy lúc, tùy từng sự việc. Và chỉ có cái chết mới tạm chấm dứt sự khuấy động ấy. Nhưng chết cũng chưa phải là hết lo, vì sự sống không mất đi, nhưng chỉ thay đổi hình dạng. Còn một biến cố cuối cùng nữa là sự phán xét chung, khi con người phải ra trước tòa Chúa để trả lẽ cho những hành vi và thái độ sống của chính mình đối với Chúa và với anh chị em qua những biến cố hàng ngày. Tuy nhiên, anh em đừng sợ. Đó là lời trấn an của Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta trong bài phúc âm hôm nay. Cho dù đền thờ Jerusalem, một ngôi đền xây kiên cố và tráng lệ, cũng sẽ vỡ tan tành, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cho dù tất cả sản nghiệp dành dụm cả đời của chúng ta có tan ra mây khói, cho dù tên tuổi và công đức của chúng ta có rơi vào quên lãng, phải giã từ khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, thì đó cũng là những việc phải xảy ra, phải dọn đường cho cuộc gặp gỡ trực diện với Thiên Chúa. Điều quan trọng vẫn là thái độ sống của chúng ta trước mỗi biến cố hàng ngày. Nhưng liệu tất cả các biến cố trong cuộc đời này có làm thay đổi số mệnh đời đời của con người hay không? Thế giới này sẽ qua đi để nhường chỗ cho trời mới đất mới. Nhưng cuộc sống hôm nay cũng là chất liệu góp phần xây dựng nước trời mai hậu. Tất cả những cái xấu sẽ bị loại bỏ, những cái bất toàn, những cái dở dang sẽ được hoàn thiện. Không thể có sự hủy diệt theo nghĩa tuyệt đối, vì lời sách khôn ngoan nói với chúng ta: Thiên Chúa đã tác thành mọi sự để chúng hiện hữu, chứ không phải để chúng tan biến trong hư vô. Do đó, con người chúng ta
và cả những công trình của chúng ta có thể hư nát thành tro bụi, nhưng sẽ không bị hủy diệt hoàn toàn. Vấn đề quan trọng là ngày hôm nay chúng ta phải làm gì, phải lựa chọn điều gì để tạo nên chất liệu mà mối mọt không thể làm hư nát, để xây dựng trời mới đất mới là hạnh phúc của chúng ta mai ngày.